Mẫu, làm gì mà la sùm vậy? Ba mẫu, giả ma mà ba mẫu làm gì cho ăn mặc trắng nõn, tóc thì xả dài còn đứng kế bên cạnh con nữa, nó lạnh ót muốn chết à? Ủa, nhà ngươi sao mà ngu quá vậy? Ban đêm á nhát ma thì phải mặc đồ trắng, người ta mới sợ. Chứ ban đêm á nhát ma mặc đồ đen thì ai mà sợ? Thì bây giờ mình phải sáng tạo chứ, cho mặc đồ hồng hay là đồ xanh đột chuối hay là đồ xanh nước biển gì cũng được mà. Đi vô tủ lầu hả? Bây giờ nghe lời ta nè, khi mà đám giai nhân ra thì đi xô cô qua ra để cho đám giai nhân nó sợ, hiểu chưa? Cái gì vậy bá mẫu? Bây giờ khuya lắc khuya lơ rồi, ai mà ra đây đâu, làm sao mà mình giả ma được? Thì bởi vậy ta sẽ có cách, thì ta sẽ dụ tụ giai nhân nó ra. Nhà ngươi chỉ có bổn phận là xô cô qua ra thôi. Bá mẫu ơi, bá mẫu nói cái gì cũng không có nghe được. Bá mẫu nói lớn giùm con đi. Nói lớn thì người ta nghe hết thì sao? Nói chậm thôi. Khi nào nhà ngươi thấy ta ra dấu thì xô cô qua ra, hiểu chưa? À, con hiểu rồi. Ra dấu một cái là con đẩy ra liền. Nè, còn cô qua nữa, cô nhớ những chi tiết hành động mà tôi chỉ cho cô không? Nhớ chưa? Làm thiệt giống nghe chưa? Rồi, bắt đầu nghe. Hữu, nhà ngươi làm cái gì vậy? Ba mẫu rơi trong quỷ quá. Trời đất ơi, rên vậy thì nó mới nghe, nó mới ra chứ. Tiếc ghê quá, bây giờ mình vô vấn đề đi, mình kêu ra đi. Thôi để ta. Trời ơi, nó chưa ra mà làm cái gì vậy? Ba mẫu mới quơ tay ra lệnh rồi mà. Trời ơi, ta giạt cái cây này ra. Trời ơi, ba mẫu ơi, lúc dầu sôi lửa bỏng bớt, tái máy tay chân giùm con một cái. Bá mẫu, cái gì nữa? Bá mẫu cho con rút lại lời khen lúc nãy nha. Là sao? Có nghĩa là con cảm thấy tức giận về bá mẫu lắm. Làm chuyện gì cũng thất bại chuyện đó hết. Thì có thắng thì phải thua chứ. Đi, bá mẫu, chờ con với. Bá mẫu. Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Trần Trung Kỳ Án phần 2 vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNi tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNi trên Google Play hoặc App Store.